Rồi, chào tất cả anh em đang xem kênh YouTube này của Vinh. Thì hôm nay Vinh sẽ tổ chức cho tem mình chơi một cái trò chơi mà hiện tại nói chung là tem mình chưa có biết mình sẽ chơi trò gì. Thì bây giờ mình sẽ đi kêu tem mình cùng chơi với mình một cái trò chơi như thế này ha. Thì hiện tại cái tem mình thì nói chung nó chưa biết cái gì chăng á. Thì ở đây mình nay tổ chức một cái trò chơi, đó là quay vòng xoay may mắn ha, vòng xoay nhân phẩm á. Một bên là ăn chanh, là ăn ớt nè. Nếu quay trúng vô bên phải thì là sẽ người bên phải quay, bên trái người bên trái quay, đối diện người đối diện quay, với một cái qua tua ha. Bây giờ mình sẽ đi dũ cái tem mình lại chơi trò này nha. Rồi, các bạn thấy video này nó hay, các bạn nhớ cho mình một like, một lượt chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Ơi, làm gì vậy? Không chuyện làm à? Đúng rồi. Ủa, bạn kia rảnh. Ai đây đây, có trò chơi, tổ chức trò chơi nè. Giờ rảnh quá, tổ chức cho cái trò chơi đi. Bây giờ mình sẽ tổ chức một cái trò chơi gọi là vòng xoay nhân phẩm. Là để xem có tôm hùm ăn rồi. Đúng rồi, đúng rồi, mình sẽ có tôm hùm ăn nha. Cái trò chơi nhân phẩm này mình gọi là nhân phẩm là sao, gọi là thằng nào ở xấu quá, là xấu tánh quá, hoặc là ở ác quá là nó sẽ bị chút xíu ha. Rồi rồi, ok rồi, rồi chúng ta đi ăn thôi. Rồi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Thầy chỗ các bạn đó, đồ ăn ngon lắm. Ủa? 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 Đó, trời, hàng tiễn không tôm hùm Alaska nè. Ủa? Tôm hùm nè. Rồi, dạ. Không vậy? Đó. Gà hấp lá chanh nè ơi. Ủa, tôm hùm gì kìa? Ủa, tôm hùm đó, tôm hùm Alaska nè. Ủa, còn này gì đây? Hả? Cái này thử nhân phẩm á, coi nào ở ác quá. Cái này đồ chấm tôm hùm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đồ chấm tôm hùm đó. Với cái này là gạch cua nè, chấm bóc luôn. Đây rồi, giờ mình chơi trò này nha, để thử nhân phẩm nào tốt nha, để coi kiếp trước nào ác vậy. Rồi bây giờ thể lại trò chơi là như thế này: ai quay trúng chanh ăn chanh, ai quay trúng ớt ăn ớt, ai quay trúng cái dòng bên phải thì mình sẽ qua tua cho cái thằng ngồi kế bên mình đó, thằng bên phải nó sẽ quay, qua tua là mình qua một lượt. Bên trái thì bên trái ăn nè, đối diện nè đó. Còn ai mà chúng ăn chanh hoặc là ăn ớt muốn nước thì mình phải bắt buộc mình quay tiếp vô ở các mục này thì mình mới được uống nước nha. Rồi. Còn nếu mà mình không chịu quay nữa thì mình bắt buộc mình phải nhịn nha. Okay. Rồi, rồi ok, bây giờ ai quay trước? Ai quay trước? Không. Nhỏ nhất quay trước. Đúng rồi, nhỏ nhất quay trước. Ôi. Nhỏ nhất quay trước. Xí sầm đi bây giờ. Xí sầm đi. Xí sầm đi. Công bằng nè. Sầm. Ôi trời ơi, rồi mấy thằng chó kêu coi. Sầm. Số phận đáng bài, bây giờ sao? Có cảm nghĩ gì sao? Đèn gì vậy? Đèn hả? Vậy gắn quay vô đỏ đi, qua tua này kia nè, 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 chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Bảo sẽ quay đầu tiên nha. Tôm hùm ngon thế này, Bảo chơi thua. Đừng có ớt mà, đừng có ớt, 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 chanh cũng được, chanh cũng được. Qua vô ớt luôn. Thằng bên trái quay. Đây là thằng bên trái, đó là thằng này. Ê, Thạch, 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 chào hàng đi Thạch. À, vô chiến đi. Không, không có ớt. Thử cái lấy tinh thần rồi, 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 xong rồi, xong rồi. Đại nó tàn rồi, đại nó tàn rồi. Đại nó tàn rồi. À, chưa, chưa, chưa. Nghe gạch, nghe gạch, nghe gạch, nghe gạch. Qua tua, qua tua. Vậy là qua tua. Đúng rồi, mình nếu qua tua thì mình xây ngược theo hoài. Ủa sao số này hên dữ ta. Trời ơi, mỗi nhọn này trôi xong vòng rồi, mỗi nhọn này dứt một trái ớt mới vừa lòng thôi mới được. Trái ớt, trái ớt, trái ớt. Ăn chanh. Ăn chanh, ăn chanh. Thử đi nghe, ngon lắm á, gạch gạch cua không á. Gạch cua đó. Cua hoàng đế đó chèn. Trời ơi, lã kìa. Ngon gạch cua. Ngon không? Nó béo à. Ngon không? Béo. Quá trời béo à. Ai muốn uống nước là phải quay một cái nữa đó nghe. Không, tới phát. Không, tới phát. Được, phát là được. Để coi nhân phẩm này tốt không. Nãy giờ hai này nhân phẩm nó quá tốt rồi đó. Sao mà ngất được? Sao mà ngất được? Ăn chanh đi. Gạch cua đó. Gạch cua đó nghe, cua hoàng đế đó.
rồi để tôi chỉnh lại cái ớt nè. Đâu giờ? Không giờ. Hả? Quá tỉnh. Không thấm nó. Chạy chéo mắt luôn á. Trời quay quay sai rồi. Ờ nhai rồi bỏ rồi, bỏ rồi, chanh mà. Chạy chéo mắt luôn á. Tới khôi nè, tới khôi cặn gì? Vô gì, vô gì? Này ở ác lắm nè. Để coi nó sao. Ôi trời. Rồi rồi rồi. Trời không có. Đây nè, đây nè, nó nè, nó nè. Nó nói rồi mày ở ác nhất trong mày mà. Ở đây. Ở gì vậy? Ở gì là gì? Ác quá. Đây 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 đây. Nó ăn ớt mà. Tôm hùm, tôm hùm. Ăn tôm hùm đi, ăn tôm hùm đi. Khúc sẵn đó. Cho lửa khúc nhỏ nhất đó. Ăn ớt mới vô đầu mà nó lại. Chấm muối ớt luôn. Chấm muối ớt, muối ớt luôn rồi, đúng rồi. Em không ác lắm nè. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, sao muốn nước không? Muốn nước không? Không. Không à, nó muốn nước à, muốn nước quay nữa nha. Rồi rồi. Vòng. Tới vòng làm cái gì vậy? Sắc quá. Tao tao. Đây, 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 đây. Đừng có ớt, đừng có ớt nữa y mà. Ăn ớt rồi. Ớt rồi. Trời ơi, trời ơi. Thằng mặt trái, thằng mặt trái. Sao buộc? Cay đã chù. Ngon. Ngon ha, ngon ha. Quá ngon. Cái con này, cái nhân phẩm này nó làm sao? Tời tới, tời tới rồi, tời tới rồi. Thằng bên trái. Thằng bên trái là mỏ nhọn. Mỏ nhọn đâu, mỏ nhọn đâu. Quay chậm chậm là thấy đâu ớt nè, ớt. Cái nhân phẩm này coi. Chanh, ớt, chanh, ớt, ớt, ớt. Ớt nè. Ớt, trời ơi, qua tua luôn rồi, hên với vậy. Chậm không, không ác đâu, không ăn ớt nè. Ớt, ớt, ớt đó, ớt đó. Wow. Này là ở ác nè, hai thằng mới ngồi kế bên nhau luôn. Trời ơi, vừa chanh vớt chua chua mà mặn ha. Cái này đưa mì mì gà vô nữa thành mì gà chua cay. Muốn uống nước thì quay. Quá đã, quá đã, nó chịu nước thì tới khôi rồi, khôi rồi, khôi. Cái gì à, quay mạnh lên em quay. Ờ, đúng rồi. Có khi nào vớt nữa không? Khoát rồi, khoát, tới khoát. Tới khoát rồi, tới khoát rồi, tới khoát rồi. Sao đây, sao đây? Không lẽ nó ớt nữa ta? Bên phải. Ờ, bên phải là ngược lại. Rồi. Chết rồi. Bên phải, anh phải, anh phải. Bên phải, anh phải. Phải, anh phải. Ớt. Qua tua, qua tua, qua tua là được uống nước, qua tua là được uống nước. Qua tua là được uống nước. Quá ghê lạ. Kìa. Không. Ê, anh biết qua tua là tới dòng ai không? Số coi tới thời nữa rồi. Quay theo chiều kim đồng hồ nha. Tu cha đã. Cái gì vậy trời? Đối diện. Đang 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 đang. Giải thằng ớt đi. Em đang ớt đi. Đừng có ăn ớt. Ý ơi ơi ơi. Ơi kìa qua tua kìa. Qua tua kìa. Thì sao hả? Đây đây đây, để test nhân phẩm này là thằng đẹp trai nhất nhóm. Qua tua uống được uống nước. Ê con miếng ơi. Em. Đây đẹp trai nhất nhóm đây, đẹp trai nhất nhóm nè. Thời tới nó rồi, thời tới nó rồi. Cái gì vậy chàng? Qua tua nó mỏi nhọn ơi, tới mỏi nhọn. Kè nó đàn rồi kè, rồi mâm đàn là hiểu rồi. Mỏi nhọn giờ đang sầu não dữ lắm rồi nè. Cái gì? Bên trái. Bên trái. Bên... Cái gì? Đâu có bên trái là quát kìa. Ủa phát uống được lần mà. Lỗ rồi. Thời tới đi, cái gì vậy trời? Đối diện. Thật ơi, đối diện kìa thật ơi. Uống bài vậy. Gió chi điếp. Bẹp. Bẹp. Chị điếm. Sao đây, sao đây? Giả cho nó chơi ớt coi. Uống ớt rồi, tới chanh kìa, ăn chanh. Trời ơi, thật nó được. Thật nó cả thế giới. Này. Được. Nhất nè. Chấm muối vô. Tới muối vô.
Rồi kiệt ngang. Để coi nhân phẩm nó sao. Cái này hồi nãy có chua nè. Ớt vô cho nó. Hai đây mà anh cái. Trời chấm nó mà. Trời trời. Mày lèo. Ôi cái cảm giác thật là bắt tặng. Cảm giác thật là vô nữa. Ờ muốn nước không? Muốn nước quay nữa. Chúng gì chúng gì chúng gì đây? Không, cái lần này nhân phẩm tốt lắm, không ăn hết đâu. Bên trái không? Bên trái cái mỏ nó chỉ nè, mỏ chỉ bên, bên trái. Bên trái là bên đây nè, đúng rồi. Thôi luôn, quên bên đây. Mỏ này ra đi. Thôi quay. Sao đây, sao đây? Ê, uống khoai nè. Khoai ăn chúng cái gì đây? Quá to. Quá to để uống nước nha. Rồi. Thấy anh Bảo nè. Đúng không? Ủa. Để xíu uống được không ta? Bảo là phải ớt mới chịu, nãy giờ nó thoát hai vòng rồi đó nha. Bữa nay sẽ tìm ra vua ớt ai ăn ớt nhiều nhất. Uống lần nữa hết à. Rồi. Dạ. Ôi giời, hay trời. Nãy chay bên này là có ớt hết rồi đó. Bên này nãy giờ chưa có ai trái thứ hai phải không? Chưa. À, chị vậy là chưa tìm ra được vua ớt. Vua ớt là ớt là ớt là ớt là. Ý, bên trái lại kìa. Ở bên trái bên này chứ, mỏ nhọn. Phan, mỏ nhọn ơi. Rồi, giờ tới mỏ nhọn đây, mỏ nhọn vô. Test nhân phẩm của mỏ nhọn. Ớt nữa. Ôi giời ơi, đối diện kìa, đối diện. Đúng rồi, đối diện bên đó còn gì nữa. Tại cái này là thoát khỏi không nổi rồi. Quay mạnh lên. Quá tua đối diện rồi. Sao đây, để coi cái nhân phẩm của anh Thạch như thế nào. Thạch đẹp trai. Lại là cũng lần kìa quay nữa rồi. Đó à. Rồi. Kìa bên trái kìa. Lại nữa rồi. Nãy rồi, rồi. Cái này quay. Anh đừng uống rồi. Nè ớt mới chịu nha. Ai? Mày á. Chơi giỡn hoài. Mỏ nhọn nè, mỏ nhọn nè, mỏ nhọn sao đây, mỏ nhọn sao đây. Ớt nó đi. Ớt nè. Hai khúc rồi ngang, nhiều nhất trong bầy. Hai khúc rồi, khúc thứ hai đây. Hôm nay vừa ớt cái thằng đó rồi. Kiệt ơi. Cài quá. Cài quá Kiệt ơi. Oh my god. Trời đã. Rồi dòng tiếp theo đi. Bây giờ hiện tại là mỏ nhọn hai trái. Sao không giót nổi, không giót nổi, đối diện quay tim. Thật à, cái số thật là bao đó, số thật rồi, gầy cắn quá. Cái dòng xoay này quay gầy cắn lắm, nãy giờ mình chưa quay nghe mày. Sao đây? Ớt nè. Trời ơi, mời nó liền. Cái bự luôn. Nãy có chanh ha. Được rồi. Ông cháu nó bị nó này. Nước. Cả cho mấy con gái. Quay cái nửa liều luôn. Quay cái nửa liều luôn. Em tin tưởng anh. Quay luôn. Quay chơi. Đúng rồi, muốn kiếm nước uống là phải quay nữa. Chơi luôn. Quay vô mấy cái ô kia bất kỳ sẽ có nước. Quay vô chanh đây, liều lĩnh đây. Sao vậy? Một là thành vua ớt, còn hai nữa là có nước uống. Em phải tin tưởng anh. Chờ đi. Anh đẹp trai, em tin tưởng anh. Ớt. Đủ nước hình quá, đủ nước. Bên trái. Giái nè, giái cho giữ vô nè, quay nè. Giái cho giữ vô nè. Đâu rồi, đúng máy, hết màu à. Thôi chai uống luôn rồi. Hay quá. Ớt nè. Nè ớt rồi. Vô trái nữa là thành nè. Tàn hình luôn. Ăn chanh. Ăn chanh luôn nè. Sao nãy giờ tôi thấy còn cơn nó chờ quá, xấu hơn chứ hả? Xấu hơn. Xấu hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Tới này phải không? Xong chuẩn bị tới mày con. Nãy giờ mấy trái vậy bự? À, hai chanh, hai ớt. Điều qua. Cái này giờ thành vua trong tơ. Ông mày
Trời ơi, nó ngon. Ui giời. Số đen kìa. Trời ơi, thằng là táo vỏ gọc. Biết nhỏ đó đi. Trời ơi. Sao đây, sao đây? Không có chanh đâu. Chanh. Được. Trong chợ này nãy giờ. Ăn luôn, hồi nhã sao? Sao đâu? Chấm muối luôn hả? À. Thêm mùi đậm vị á. 1, 2, 3. Gọi quay tiếp đây, quay tiếp đây. Ú, phê, phê. Quay đi coi. Đăng phê tới coi nè. Ba thằng sao ép rồi quay qua thằng đối diện cho nó chuyển vô hướng về bên đây lại coi. Em muốn ăn thơm hùm. Chanh vậy nó thấy chua rồi chứ. Nói này hả? Ba thằng ớt nè. Chanh ơi. Đối diện. Ớt đi Bảo ơi, ớt đi. Nãy giờ đi Bảo ơi. Ớt 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 đi Bảo ơi. Chanh nhìn. Ủa sao mẹ dở vậy ta? Bây giờ cũng được thưởng thức miếng chanh rồi, ngồi cũng kể có ớt à, chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Miếng đầu tiên. Mì là phải ăn chua cay không nó mới ngon nè. Nhìn mặt Bảo rồi nó có gì hiện tượng lạ gì không? À, bình thường với nó kì là nó ăn ớt mới được rồi. Quay cho nó quay về bên trái ngược lại cái bên phải coi, vô bên phải coi, quay lại nó coi. Bảo không con ăn cái này à. Ăn xong tán. Bên phải nè, cho nó về lại nó nè. Trời ơi, hai chanh một ớt. Vô ngang, ngon rồi ngang. Ngon rồi. Tao rửa chua. Qua tôi chưa mày uống nước mày. Rồi. Chanh đó. Mày ăn chanh ai cho? Ủa, đúng rồi, ăn chanh ai cho qua tua. Ờ để ra. Ăn giang kìa. Nước mà. Trời. Phải vô mấy ông kia tao mới cho uống nước mà. Mày có vô được bên trái anh phải? Có. Làm gì có? Ông dính chanh rồi là ông quất luôn à. Nè chuẩn bị nè. Thôi quay lại đi quay gì đâu được. Nè hôm nay vua ớt nè. Chắc ớt nữa rồi. Vô ớt nữa là kiếp trước mà dữ lắm luôn rồi đó. Ớt nữa nè. Rồi. Bên phải. Bên tạnh ngược lại. Thằng đẹp trai thì xấu khổ quá. Ngồi kế môi nhọn nguy hiểm quá. Môi nhọn nè lắm rồi. Ăn cái gì? Trời ơi nữa. Ồ, bữa nay gặp vua chanh rồi, bên này vua ớt nè, vua ớt nè, bên này vua chanh nè. Ăn nguyên trái nghe các bạn. Ghê hả? Cho dàn vô tay, đi, quá mạnh luôn. Các bạn cho lại đi. Quá mạnh luôn, cho luôn. Trời ơi. Cho nước luôn. Cho luôn, đây quốc trái là cho luôn. Rồi ta. Chứ mình ăn trái ớt được uống nước không ta? À, được, cho luôn. Nồng độ cay sẽ lên cấp độ 3 nếu một trái. Ngon. Quay im. Quay im. Ăn xong đi. Rồi. Mở nhận ơi, tới lượt mở nhận. Nhớ hỏi đây mình kẹt làm gì kìa. Chưa quá không biết gì kìa. Đi lọc không. ớt đi kìa con. Bên phải lại mỏ nhọn đó, lại thạch đó rồi. Này bữa nay nó hơn nè. Này bữa nay vua chanh nè nghe. Vô chanh nữa này, vua chanh nè. Vua. Này chua đâu. Cái gì đây? Chua. Gì đây? Nè, hết chanh rồi. Bên trái. Ủa, bên trái, ngon. Hai này rảnh nè. Hai thằng vua nó đang thi đấu với nhau à. Không, lo được. Hai vua đang thi đấu với nhau nè. Chanh. Chanh. Chanh.
cháy không luôn được, nữa cháy không được. Ờ dứt luôn. Hả? Cầm dưới muối cái thẳng này. Bạo vậy. Nó like nữa rồi. Ồ, này nhiều. Cái này chắc chịu like nữa. Gọi anh em chú tay. Ồ quá hay. Bòi luôn. Cái này mua chúng tranh giả cái gì ta? Sao kỳ vậy? Không thấy chui chỗ nào chứ. Không chát á, chát nhiều á. Mua chanh non quá à. Mà nó cũng chanh chứ. Nãy giờ ngớt nhiều quá thôi, tới giọng kìa dứt đi. Ăn tắc mới đã. Phải không? Phải đã, sao mà đã được. Sao nè? Sao đây? Không vô nổi. Cái gì vậy? Ăn ớt. Mày ăn nguyên trái đi, đừng uống nước đó mày. Ngon lắm á. Nè tới lượt đi. À, 2 đồng rồi. Rồi tới vòng rồi quay đi chứ. Okay. Ngon quá. Vậy đây phải ớt rồi, chắc ớt nữa quá. Cái tem bên này nó phải ớt lắm. Anh xôi. Chưa nha. Ăn chanh. Nguyên trái luôn. Nữa hả? Ồ bữa nay mua chúng chanh giả mấy bạn ơi. Xẻ được rồi. Chanh mà nó dứt cả trái không à. Cháu ra chứ. Không bây giờ. Thắng luôn. Cháu. Ừ. Rồi đâu đó. Chúng sanh thiệt rồi. Chúng sanh thiệt rồi. À lấy kêu tranh giải cái này tranh thiệt rồi. Quá. Rồi rồi kệ coi về luôn coi chúng sanh thiệt rồi đó. Giống nó uống nước cam quá. Nó uống chanh giác á. Tay bảo. Uống không sao, tao tỉnh luôn à. Cái gì đây? Rồi thời tới rồi. Đối diện kìa. Bên nào? Bên trái. Quay lại coi rồi. Đó hả? Đó đó. Bên phải mà. Bên trái. Bên đây nè, mà anh Thạch chỉ. Tay bên phải mà. Vậy bên trái. Bên trái. Đây. Cái tay đây là tay trái nó nè. Tay trái nó nè. Sai. Sao đây? Ớt nè. Quá tua. Tao mỏ nhọn rồi. Ê da. Khổ mỏ nhọn quá. Muốn làm vua là cả một hành trình khó khăn, làm vua hết rồi ăn hết nhiều mới được. Ủa sao nãy ăn mấy quầy không thấy cảm giác mày đâu kỳ vậy? Hay vậy nó dụ mày đó. Bên phải. Thạch nữa kìa. Ê da. Mời thêm cái chanh nè, thêm cái tắc sao? Ồ, ăn chanh à. Ăn chanh, rồi trái cuối cùng luôn. Thôi vậy thôi, mình sẽ dừng clip ở đây ha. Rồi ăn cứt cái chanh đó cho mấy hot girl coi gai các ai. Nè, coi. Cái này chúng chanh giả, chanh tiền đây, không biết nữa trái này. Này, chanh tiền, chanh giả đây. Làm gì trời? Rồi à, thời tới rồi. Chùa. Ơi, tụi mới thấy gì vậy? Cái gì? Nó làm gì? Nãy thấy gì mà xinh xanh nó rớt xuống dưới à? Nó trơn trang à? Đúng rồi. Chân vàng hả? Đâu, kiếm ai? Đâu?
đây vô dụng đó. À, à. À. Ê, chơi kỳ lắm rồi nha. Chơi kỳ lắm rồi nha. Rồi sau một hồi thi đấu thì bây giờ đã tìm ra được vua chanh và vua ớt nghe anh em. Thì vua ớt thì có ba thằng bên đây. Vua chanh thì này mà ăn gian hết trái cuối nè. Rồi ok. Thì hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Mà mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Mọi người nhớ like và chia sẻ video này đến với người thân nếu cảm thấy video này vui. Rồi hẹn anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.